Hello mọi người, chào mừng mọi người đến video của mình nha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục công việc hàng ngày thôi nha mọi người. Ok, mình cần di chuyển vào để xem cái chuồng bò của mình đã được xây xong chưa nha. Đây, hôm qua vừa chúng ta mình được mở xem cái chuồng bò này. Đây, chưa ạ? Qua mình vừa tầm bán
Ok. Ok. Chỉ gắn tính cho mình.
bò nha mọi người. Ok, hai cái này là mới là 140 đi. 40 mình trừ 3 mà 7 bằng 7 là mấy. Chiều thật sao nha. Ok.
giờ mình sẽ đi sâu rừng táo với lại chuối.
vậy là ok rồi. Thank you.
bao nhiêu được bao nhiêu mọi người ơi. Ok, chờ cắt trứng nha mọi người. Thank you.
Thank you.
mình qua app khác nha mọi người. Sáng lên nè. À. Coi con bị không? Ừ, sáng nó lòn lúc sau á, cho cái màn nó lúc sau cái đèn mà được. Ok, cho bạn nha. Qua điều hòa 16 đồ kinh có bê ơi. Tới một bình điều hòa bao nhiêu đồ một kinh đây? Let's go.
Ok, đi mua bò nha mọi người. Ủa, nay em về đón em mà mập. Về đón em à? Ủa hai vậy hả? Chưa bao giờ em biết thứ này là gì đâu. Đó là một cái gì đó rất là xa xỉ. Ok. Oh. Mình là bán ở trong kia chứ ta. Hình như mình chưa bán sao mọi người. Quên nha mọi người, bộ trời ơi, thu hoạch bò xong mà quên đi mua bò ạ. À. Chán chưa. Ok, mình sắp xếp lại cái túi cho nó rộng rãi.
bán à. Đất trăm. À, được rồi. Bỏ ăn nha mọi người. Ok, bỏ đâu, bỏ đâu. Hai, hai, bốn. Đây, mình là chuyên gia của những con bò thường nha mọi người. Quất chát. Ok, hiện tại đang dư 5 slot. Đang nhà tiếp nữa tại nhiều. Phở chứ. Cái này chắc phải chạy vài vòng ở đây chứ. Ok. Chắc người bán một ô mới may ra mới có đủ để chạy được. Video ở đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình. Bye mọi người nha.